Ngày 27 tháng 3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Dô Già, tỉnh Hà Giang phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động chương trình trồng cây sống khỏe góp xanh, chung sức trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, chương trình sống khỏe góp xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, lan tỏa lối sống xanh khỏe mạnh tới đông đảo người dân, đồng thời phục hồi rừng, tăng độ che phủ rừng, nâng cao khả năng phòng hộ đồng nguồn, bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học, phục hồi bền vững môi trường sinh thái rừng. Chương trình cũng tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội. Trong đợt này, chương trình tài trợ do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Du Già, tỉnh Hà Giang trồng rừng trên diện tích 5 ha. Bên trong khu bảo tồn và trồng bổ sung vào những diện tích rừng nghèo với số lượng trồng trên 10.000 cây bản địa là giống cây rổi, cây lim, cây quế ngay sau buổi lễ phát động, nhân dân thôn Củi Lòa, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê triển khai trồng rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Du Già, tỉnh Hà Giang. Theo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Giang là một trong 13 tỉnh thành trong cả nước triển khai tự nguyện chương trình, khẳng định sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền và người dân Hà Giang trong việc bảo vệ rừng, tích cực phục hồi sự đa dạng sinh thái của rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều giống loài động thực vật quý hiếm sinh trưởng và phát triển.